Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Gaming. Và ngày hôm nay Khải sẽ làm một video bán một món Định Quốc cho anh em xem nha. Hôm nay anh em cũng đợi thì hôm qua Khải đã ăn nghe Vinh ra cái nón Định Quốc này mà. Và bây giờ Khải sẽ bán cho anh em xem. Đó, nón Định Quốc này có trị giá gần 3 triệu Việt Nam đồng nha. Ở xe bên này thì nón Định Quốc khoảng tầm 3 đến 5 triệu tùy theo món mắt hay pin. Rồi áo Định Quốc cũng gọi tùy theo món đặt mắt muốn bẫy hay không. Thì áo Định Quốc nó tầm trên 2 triệu. Và những món còn lại như là bao tay, đai lưng, dây tầm trung thì trung bình khoảng 1 triệu một món. Thì đó mà nói mà một set Định Quốc tầm trung thì nó dao động nằm ở vị trí khoảng tầm 8 đến 10 triệu nè. Đó. Rồi bây giờ anh em cùng xem giao dịch cái nón Định Quốc nha. Đó, cái bán nón Định Quốc này tương đương 40 kim. 40 kim thì 40 kim nhân với giá đơ thì hiện tại ở server thì khoảng tầm 2 triệu 6 nha anh em, 2 triệu 6 gần 2 triệu 7, gần 2 triệu 7 cái nón này. Nói chung là cái nón này xấp xỉ gần 3 triệu đó nè. Đó. Hôm qua Khải Nguyên Bình mở ra đó nè. 2631. Đó. Rồi. Tí nữa giao dịch cho anh em xem. Đây cho anh em xem set đồ năm hành em ơi. Đó. Đồ năm hành này thì thực sự là khả năng trải nghiệm luôn em. Nói chung là không ổn thì Khải sẽ về set Định Quốc, tại vì Khải còn đang có một set Định Quốc trong rương nữa em ơi. Đây, cái năm hành này thì nó kiểu khá là đầy đủ hiệu ứng nhưng mà phòng thủ thì không có. Có 21 thôi. Phòng lôi thì được khá đẹp 5 bit. Đó. Đây, cho ngân họ. Cái này chống 40, cái này lại cái vũ khí không kháng hỏi nha nè. Kháng hỏi kháng tất cả 11. Đây phục hồi 40, chuyển hóa 10. Đa sinh lực cao chuyển hóa 6. Nội lực. Đa sinh lực cao chuyển hóa 6 nữa 22 chuyển hóa. Hôm qua đánh đúng kia rồi top 10 mấy. Do vô sâu đến 15 phút lận. Đó, 80 chậm. Được không lo ok. Ở set năm hành này nó được cái ưu điểm đó là sinh lực nó khá là nhiều, nhưng mà cái nhược điểm thì lực tay nó không được cao. Lực tay tại vì không mang loại sáng nội công á. Không có mang cài vũ khí loại sáng nội công là nó khá là thấp, chỉ có gần 4.100 thôi. Nếu mà mang cài loại sáng nội công thì có thể lên 4.200. Thì lực tay nó là 4.200. Mấy anh em mình máu nó được 2k anh em à. Đó. Nếu không ổn thì đánh trải nghiệm vài hôm, không ổn thì mình về xét Định Quốc. Xét Định Quốc thì sẽ đủ 80 trọng, 80 chón và loại sáng nội công. Đó. Đây nè. Đang bán với giá 40 kim nha nè. 40 kim như Khải có nói thì nó tương đương khoảng gần 2 triệu 6. 2 triệu 6. Rồi. Giao dịch lần này tiếp tục lần sau 8 kim nữa nha nè. Rồi. Tiếp tục anh 8 kim nữa. Nón đó tầm này bán còn rẻ nữa. Đầu server nón đó phải tầm 4 đến 5 triệu lận đó. Giờ những cái nón này nó còn dạng hàng hiếm đến như đồng ngón tay đó. Chưa đầy 10 cái đâu nè, chưa đầy 10 bộ đâu nè. Hiện tại server chỉ có khoảng tầm 4 đến 5 set Định Quốc thôi nè. Những cái món này là món lẻ đó nè, nón này là nón lẻ đó. Rồi ok. Đó, bán được nón 40 kim về bờ rồi nha anh em. Sau một tuần anh Evan mất Evan thì lời luôn. Và có thêm một bộ động sắc quên có thêm một bộ hồng ảnh 11 nữa nè nè. Hôm qua Khải mở được một bộ đó hả? Hồng ảnh sức mạnh quên kinh nghiệm thêm được 11 nữa. Là bộ này được 44%. Còn bộ cũ của Khải thì 52. Nhưng mà bộ này gần hết hạn rồi, còn 10 ngày nữa. Cũng được. Rồi ok, còn con phi dân nữa anh em ơi, đang bán tiếp tục con phi dân nữa. Rồi ok, bỏ vào rương thôi. Ok anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải một like, ủng hộ chơi nha mày. Đó, kim về đại rương luôn. Con là gần đào luôn. Nhiều em cứ bảo ngáo dáng ngáo đồ đó, cái nón tôi bán được gần 3 triệu đó nè. Mỗi server khác nè. Anh em đi so sánh server đồ tím nè. Rồi anh em đi so sánh với một server một người nào đó đang like. Thực sự là anh em hãy vào truy cập vào trang chủ công thành chiến xưa.net. Đây là cộng mấy chủ đồ xanh tay 100%. Thì anh em cứ sẽ biết thôi. Chứ nhiều khi giải thích anh em nhiều cũng mắc hay nè mà. Anh em cứ vào trải nghiệm thử anh em biết. Thử anh em bỏ được số tiền 1-2 triệu anh em có mua được cái một set Định Quốc hay không. Với tầm hiện tại bây giờ đó. Về sau này thì không nói nha mọi người đó. Rồi ok, anh em xem trong lòng hồ chơi nha. Cũng như là những set đồ khác. Hiện tại như những set ăn băng này, ăn băng vẫn chưa có set nào
đó, nói cho anh em hiểu vậy thôi.